Kính chào tất cả quý vị anh chị em. Em vừa mới lên một cặp loa của hãng Victor, em vừa về sau anh em nhé. Model của nó là SXE50. Cặp loa này bãi về trong tình trạng hàng đấu giá. Loa đẹp tuyệt vời, đẹp gần như là xuất sắc, không tí vết anh em nhé. Đấy, loa đẹp, căng đầy đủ luôn. Đấy, em chưa có video test thì em vừa mới về xong, em đã quay giới thiệu cho các bác trước. Đấy, anh em nào cần video test thì em sẽ tiến hành test sau, còn em review trước cho các bác xem. Đẹp không tì vết anh em nhé, xuất sắc luôn. Đấy, hàng đấu mạng đó. Chất âm thì bao hay, bát lực. Đây, model nó đây, Victor SXE50. Công suất hai loa là 100W trở kháng 6 ohm. Đấy, loa rắc chạm bắp chuối. Cái loa này em bán giá là 2.800.000 đồng bao ship toàn quốc. Tôi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.